nói chung là đắt, đắt anh em ạ. Chiếc này là chiếc máy cưa mini đắt nhất Việt Nam, đắt nhất luôn ấy, 10.500.000. Không phải ai dám bỏ tiền ra quất em này đâu. Hả? Đây là mẫu cưa Patello tay cụt mini, trọng lượng chỉ hơn 3kg mà Điện Máy Bình Sơn đã giới thiệu với quý vị các bạn trong thời gian vừa qua. Mẫu cưa này nó đảm bảo phù hợp với nhu cầu của quý vị và các bạn tại thị trường Việt Nam, đó là mức giá rất là hợp lý. Chiếc này chỉ 1.950.000 mà thôi. Bù lại cái hiệu quả công việc của nó mang lại rất là ok. Tuy nhiên có một số bác, mình không biết là điều kiện kinh tế có thật hay là chỉ có mình cho vui thôi, là mua làm gì mấy cái máy hàng tàu. À được. Hôm nay chúng tôi chơi lớn luôn, giới thiệu với quý vị các bạn một chiếc máy cưa hàng không phải tàu. Đây là một thương hiệu cưa xích mà ai cũng ao ước, và nó có cùng phân khúc công suất với chiếc này, và mức giá của nó gấp hơn 5 lần mức giá này. Các bạn tin đó không? Hơn 5 lần giá chiếc máy này, cụ thể là hơn 10 triệu cho một chiếc cưa có công suất tương đương. Liệu ai điên rồ mà mua những chiếc cưa như thế? Chắc chắn là sẽ có. Tuy nhiên là chúng ta rất hiếm gặp, đúng không? Đúng. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu hợp lý Estin MS194, có mức giá 10.500.000 tại Điện Máy Bình Sơn. Một chiếc máy thì các bạn có thể thấy được kích thước gần như là y nhau, trọng lượng cũng gần như là y nhau, công suất khác nhau một chút, tuy nhiên nó vẫn là đều là những cái dòng máy cưa tay cụt mini. Thậm chí các bạn nhìn thì các bạn thấy mức độ đáp ứng công việc cũng gần như nhau luôn. Tuy nhiên chiếc này là 10.500.000 nhé các bạn. Đắt ngang với một chiếc cưa Estin MS382 có piston là 52 ly. Hả? Đéo tin. Chiếc này chỉ 1.950.000 mà thôi. Ha. Rồi, khám phá xem chiếc này có những cái gì mà nó lại lên đến 10.500.000. Đắt do đâu? Thứ nhất, chắc chắn là đắt do cái chiếc Estin này rồi. Bất kỳ một sản phẩm nào của Estin giá đều đắt, không riêng gì một sản phẩm nào cả, tất cả đều cao so với cả cái mức thu nhập trung bình của người tiêu dùng Việt Nam. Thứ hai, các bạn có thể nhìn thấy độ hoàn thiện của nó cực kỳ chỉnh chu và đẹp. Và thứ ba, số lượng cái dòng máy này rất ít. Vì vậy, theo mình nghĩ là cái khuôn ấy nó rất là lâu hoàn tiền. Do đó thì cái giá của nó sẽ đắt. Các bạn công nhận không? Cái gì ít thì nó cũng đắt, cái gì càng nhiều, càng phổ thông thì nó lại càng rẻ. Ngày xưa có thể các bạn, một số bạn quan điểm là cứ nhỏ thì rẻ mà lớn thì đắt, đúng không? Thì đây, quan điểm đó hoàn toàn sai đối với Estin MS194, nhỏ mà lại đắt. Vậy thì quan điểm chúng ta sẽ phải thay đổi lại là cứ cái gì hiếm thì là đắt. Nhưng mà chưa chắc nhá, cũng có một số trường hợp hiếm mà lại cho trái lấy chứ nhờ. Rồi chúng ta tìm hiểu một chút về chiếc này đi. Đây là hộp của em nó, Estin MS194, xịn 100%, thông số của em nó đây. Anh em có thể nhìn thấy được. Chiếc này là sản xuất tại Mỹ nha các bạn nha. Sản xuất tại Mỹ. Đây, sản xuất tại địa chỉ là 536 Viking Drive. Đây. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, chiếc này mã của nó là 194T. Sản xuất tại Mỹ. Trọng lượng của nó là 3.3kg. Công suất của nó là 31.8cc. Chiếc Patello thì chỉ có 26cc thôi nhá. Chiếc này là công suất lớn hơn 5cc. Đối với một cái dòng tay cụt mà 3.3kg mà chênh nhau 5cc cũng là vấn đề đấy nhá. Không phải tự nhiên nó đắt đâu anh em ạ. Đây, thông số hướng dẫn sử dụng. Sản xuất tại Mỹ. Đây, Manufacturer Estin USA. Oh, anh em thấy không? Dòng này không phải tự nhiên nó đắt đâu, vì nó sản xuất tại Mỹ anh em ạ. Giấc mơ Mỹ đây, anh em nào có giấc mơ Mỹ, thích giấc mơ Mỹ thì đây, giấc mơ Mỹ. Lam của nó đây nhá, lam của nó chỉ có, ok, lam của nó đây nhá anh em nhá. Mã lam này 4809. Lam này là 35cm nha anh em nhá. 35cm. Chân xích 1.3, bước xích 3/8 như bình thường thôi. Cái lam này thì sản xuất tại Đức, Made in Germany này. Đầu lam xẻ nhá, cắt nhá. Lam này là lam đầu sao nha anh em nhá. Okay. Xích của nó đây nhá. Xích của nó là xích 3/8. Chân 1.3. Ấy xài, 35cm. 3636 mã này. Rồi em nó đây, anh em nhìn đi. Trời ơi, thèm thuồng. Chắc chắn là rất là nhiều anh em ao ước có một chiếc như này. Chiếc này sản xuất tháng 3 năm 2022 nha các bạn nhá. Mới sản xuất đấy, tháng 3 năm 2022. Hôm nay là tháng 3 năm 2023. Mang từ Mỹ về chắc mất mấy tháng di chuyển rồi.
Đây, ốp giật này. Trời ơi, leng keng sta beng. Trước này thì có khách đặt rồi nên bên mình mới lấy về. Thật sự luôn các bạn luôn à. À, mấy cái máy này, đếch dâm lấy sẵn. Lấy sẵn về với vẩn, khó bán lắm. Năm chắc bán được 1-2 cái. Nét không? Nét nhở? Mặc rồi. Rồi. Phần công tác này anh em này. Le gió đây. Chế hoạt khí tất nhiên vị trí này rồi. Cái này à, cái này bằng nhựa luôn. Côn mùi khế nha anh em nhá. Con này là chỉ có một ốc hãm lam thôi nhá, không có hai ốc hãm lam như dòng cơ Trung Quốc đâu. Rồi, một số cái tem phụ trên thân máy này. Dòng này thì chả có hàng giả hàng nhái nên em cứ yên tâm một quất thôi. Rồi, nắp của nó này. Nắp xăng này. Nắp xăng phá nhớt này. Nói chung là đắt. Đắt anh em ạ. Chiếc này là chiếc máy cưa mini đắt nhất Việt Nam. Đắt nhất luôn đấy. 10.500.000. Không phải ai dám bỏ tiền ra quất em này đâu. Sọt lắm. Một năm mình chắc cũng chỉ bán được vài cái thôi nhỉ. 4-5 cái là căng lắm rồi. Rồi, ok. Nếu anh em nào mà không thích cưa tàu, chê cưa tàu thì đây, Estin MS194, sản xuất tại Mỹ của thương hiệu Estin, 10.500.000. Đó, rồi. Chê cưa tàu, khen cưa xịn đây. Thì giá của nó liệu anh em có yêu được không? Nếu anh em yêu được thì có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn nhá. Bên mình cung cấp tất cả các dòng máy cưa của Estin, của Hu và gần như là tất cả các dòng máy cưa trên thị trường hiện nay đều có. Nếu các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi. Theo số điện thoại chúng tôi sẽ để ngay dưới màn hình để các bạn tiện theo dõi hơn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau.